cua đinh sầu gừng. Đó, trứng cua đinh là nhìn hấp dẫn không? Đó. Nó bò luôn. Bò nhà ngăn. Đâu? Nhả ra. Mà có chất ghê rồi má. Hút ra. Này nó vô đâu tiêu hóa đâu, nó canxi, nó xương vậy. Hiện tại Ben ở quán Gió Chiều, đó là quán của mẹ Ben đó, bà chủ đó. Nghe chưa, biết tiếng Anh luôn đó. Thì hôm nay là có mấy cậu từ ở dưới Hóc Môn mới lên đây, là cậu là chủ quán cây me. Đây cây me bên đây là cậu Phong, được quán cây me ở gần chợ Môn. Đây chủ quán gì phố xưa ở Nguyễn Văn Khương, Lê Văn Khương. Không, Hồi Giáp. Hồi Giáp gì đó, đại khái vậy. Cũng chủ quán không à. Đó thì hôm nay mấy cậu cháu làm một con cua đinh. Nó nhậu. Thứ nhất là chúc mừng sinh nhật cậu Phong. Thấy không? Thứ hai là tiễn Ben lên đường. Đó. Thì sắp tới đi xa rồi, sắp tới đi xa mọi người rồi. Cái thông tin này sẽ tiết lộ sau. Đó. Thì thật sự là rất là may mắn là thường ăn cua đinh mà có trứng ăn là hên lắm nha. Nè. Thấy không? Trứng này. Vừa rồi có làm cái ba cho mọi người xem này. Hôm nay cô Đinh này, trứng còn bự luôn không? Như trứng hộp vịt lộn luôn á. Đó. Mấy loại màu sáng này trứng nó sẽ tròn tròn như vậy nè. Cái này đó, nó sẽ mình sầu gần luôn nên Ben sẽ làm một thử trứng nha, chứ mình ăn nguyên trong thì chửi. Nóng ruột, bị mấy cậu nóng ruột nên làm trứng thôi. Fan nhiều, fan nghe lên mỗi lần nó like nó quá trời người coi luôn. Rồi. Làm mấy cái trứng ở đây cậu Thắng nè, bếp trưởng của quán Gió Chiều. Nói chung mấy bạn mà tới quán Gió Chiều Ben sẽ đưa địa chỉ tới. Các bạn nói mấy bạn là fan của anh Ben là nào cũng được giảm giá 10%. Đó là tối thiểu, đúng không? Đúng mẹ. Fan của anh Ben được giảm giá đúng không? Ok không? Nhói nhẹ nhẹ nó mạnh mạnh lên mới được chứ. Thấy không? Này trứng nè. Này chấm thường chấm muối tiêu ăn. Đây là quản lý khu vực. Nhìn vậy dữ lắm. À, hèn vô đây hèn. Thử trứng nè. Đó. Bao nhiêu anh Ben được gấp bao nhiêu trứng. Ôi, sao chuyện quá, có gừng rồi. Lấy trứng vô. Lấy ăn trứng hoài thiệt quá. Ăn trứng vô nó mát lắm, phải ăn gừng vô cho nó ấm lại. Đúng rồi, tôi chạy. Ấm bụng lại. Nhưng mà cái trứng này nè, ở ngoài đó mà có cái nhâu ở ngoài luôn phải không? Ở mọc ngoài nè. Ăn không? Đó, hấp dẫn không? Nói chung ăn cua đinh là đã là một cái là họ là đã giữ rồi mà có thêm trứng nữa, giữ hơn. Sao trứng vậy ba, muốn tới đòi cua đinh có trứng thì tính sao đây? Nó hên xui mà. Nó cua đinh đực đực thì nó có. Ở đây có thêm em gái nè, qua em giới thiệu em gái luôn. Cái gì nhiều trứng mà đực thì hai à? Chị hai cho. Hai cái. Rồi, bây giờ làm cái trứng nha. Mà mẹ cái trứng này nói là nghe nói luộc không bao giờ chín không? Nước hơi nó không có chín đâu không? Nhưng không phải là thật sự nó chính, nhưng mà Ben nghĩ là nó cần một cái nhiệt độ cao hơn mới có thể chín được. Thường mình luộc ở trong nước nó sẽ 100 độ nên nó không có làm cái này, nó không đông được. Nhưng mình nghĩ đến nhiệt độ cao hơn mình nghĩ nó đông được. Quá tuyệt vời luôn. Rồi chắc ăn gần đi chứ ăn trứng ngoài kìa. Rồi bên xin cảm ơn các bạn nha. Sẽ còn rất là nhiều món nữa. Đây là một trong những món mà ở đây là một trong những món đặc sản của nhà Ben. Nói chung đây là món ăn là 30 năm thương hiệu, 30 năm. Đó. Còn bây giờ thương hiệu này là 30 năm trước nè. Bây giờ người ta những quán khác rất là thông dụng. Đậu chiên. Rồi xong chưa? Rồi. Bye bye, tập trung chiều mô. Đây con thấy con tự nói về đặc sản là Như là rành nhất. Quay chưa? Đang quay. Cái tay bị dính vậy. Đâu có, nói đi. Rồi. Trong cái món sầu gừng này á, nguyên qua ba là cái này là cái gì á, là cái đinh. Cua đinh. Cua đinh. Qua ba nó rẻ, cua đinh nó giá trị ăn nhiều rất là nhiều luôn. Cái gì mà nó là cực kỳ là ngon luôn mọi người. Em xào gần là rất là hấp dẫn luôn. Rất là mềm. Cái này nè. Cái này là cái mu. Cái này là viền ngoài cái mu, phải không? Viền ngoài của cái mu á, đó là cái này. Ăn rất là mềm, rất là ngon luôn. Các bạn ăn rồi nhớ ăn cái mu trước. Cái mu thì không ăn được, cái mu đi dành thôi. Cái mu chỉ múc thôi chứ không ăn được.
đó à. Đúng rồi, cái mua ăn có được không? Mua này ăn không được, cũng múc mà nó ăn được. Mềm ngon lắm. Họ chỉ với nồi chuỗi bỏ nướng ngon. Cái nồi á, nồi chuỗi bỏ chặt có trong nướng ngon. Ừ. Này món ruột của mẹ nè. Nghệ kho với đây, nghệ kho với nước mắm. Ăn ăn đặc sản Hoài Ngán rồi nên ăn ăn nghệ kho nước mắm. Nhìn nè. Mềm luôn, nó giống như gân nha mọi người. Mềm rụng rồi. Dạ dạ. Thơm ngon. Xe máy. Như quay không ảnh quán nè. Đông mọi người xem. Mấy ngày trước coi với Hiền về dưới quán của Út á. Đó. Đây là nhà hàng quán. Quán ngang là 1000 ở lộ 350 mét vuông. 50. Ngang 50. 50. Nào khoảng giỏi lắm. Bề ngang mà nguyên bờ sông luôn, nguyên một dãy sông. Thấy lên 100. Thấy lên mát 100 hả? Đi sập dập bờ sông 100. Để chủ quán giới thiệu. Nam. Người ăn bò bai của Linh thì cái món ăn này không thể nào bỏ qua được. Đây là món rất là đặc trưng và truyền thống của người Bắc. Bò om chuối đậu. Thì nguyên vị nguyên liệu trong đây thông thường thường có riền, mẻ, mắm tôm, mực nghệ. Thì ăn kèm với một số loại rau như là tí tô với là nó lót nữa. Đó, nó tạo thêm cái hương vị của món ăn này. Thì thôi bên xin phép cả nhà bên làm một cái đùi, cái con pudding nè. Nó thấy cái đùi bự không? Đùi nhỏ mà đùi rất là bự nha. Đây là con này nó 4kg luôn á. Hấp dẫn không? Mình ăn này thật sự hơi hổn một chút xíu nhưng mà cũng có được sự cho phép của mấy ông cậu của mình này. À, mấy cậu. 9 10. Hôm nay là tới hai mấy lần. Không tính được. Cố gắng. Ở đây là cháu Đức Tôn. Thường thì cái món này mà về mà cái nguồn gốc của nó đó, là món om. Thì nó sệt hơn rất là nhiều. Còn này mình dạng như là hơi qua bên lẩu rồi nước nhiều lắm. Nhưng mà da nhìn nè, rất là giòn. Má tao có kèm cũng cười lên tao báo vậy. Ủa là ăn được không? Vậy thăm kia mà bạn thêm ăn là đùm mà. Đùm mà. Đùm mà ngon. Không ngon thì. Mỹ em á, thầy nó lâu ổn chứ bị ăn á, viên. Ngon bó. Có mùi rất là tinh, rất thơm ngon. Đây là một trong những gọi là cực phẩm, phải không? Gọi là cực phẩm luôn. Nhưng mà lúc mà thanh toán tiền thì nó cũng là cực mệt luôn. Nói chung là cái vé là nó phải đi tùy thuận với nhau. Nó không thể liên kết được. Ăn cực phẩm á, là ngoài lát nữa thanh toán là cực mệt. Chứ còn mà ăn một thứ gõ thì nó có tùy thuận là nó cũng thoải mái không có gì hết. Mà cực phẩm là lát là mệt. Mà với sự tài trợ chính của công ty Good Idea. Ông đây, chủ tịch giả sẽ ôm ngồi nhậu tại bàn với mọi người không? Thì này chủ tịch đang hot. Thôi công ty không gian đẹp. Để lên nha, để lên nha. À, mọi người, đây là ông anh hai của em nè. Đó là chuyên và đẹp không như đẹp đó mà chuyên về thiết kế xây dựng mọi thứ luôn, nhà hàng, khách sạn, chung cư này cũng như cao ốc nha, chứ không phải là cũng một căn chung cư đâu, biệt thự này kia. Là đây là công nhà đẹp bên đây, mình sẽ để link ở dưới website, mọi người ai mà có nhu cầu hay là có gì mà tin tắc thì cứ liên hệ với đó, nói tên bên được giảm giá thêm 5% đó. Bên đây 10%, bên đây 5% thì tại vì đang số lớn đó. Anh Vương vậy nha. Ok, đây là món ăn cuối cùng rồi nên thôi Ben xin phép chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye bye. Là review quán gió chiều quá. Không, review quán quên hình rồi. Với lại review chỗ anh Phương nào.